Hello, xin chào tất cả anh chị em. Chúc anh chị em và cô chú có một tháng mới tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Hôm nay là mùng 2 âm mà, khoảng đầu tháng. Hôm nay Tiến sẽ chia sẻ cho tất cả anh chị em chúng ta về cái góc nhìn cũng như về cái nhận định của Tiến với dự án là MLC, tức là dự án về công ty công nghệ thiết bị y tế MLC của Nga. Đấy. Thì với trong các cái năm vừa qua thì là sau khi mà cái hình thức là gọi vốn cộng đồng crowdfunding nó được lấy nặng ra do cái chính sách là của cái quyết định của ông Tổng thống Obama, thì kể về châu Âu như châu Á thì nó tạo ra, mở ra một cái xu hướng mới, cơ hội mới. Cơ hội thì nó cũng sẽ đi liền với nhiều rủi ro, nhưng mà tại sao cái crowdfunding này mà ngày xưa mà bên Mỹ họ cấm, và cũng chính là một cái con rào cản, nó cản cho những người nghèo và những người mà chưa không được tiếp cận với các cái công nghệ cũng như là các cái cơ hội về được mua sớm cổ phần của các cái công ty giá trị và tiềm năng. Đấy. Nhưng nó cũng sẽ là một cái rủi ro đối với những cái sự thiếu hiểu biết và thiếu sự lắm thông tin. Đấy, nó cái gì nó có hai mặt đó. Với Tiến thì sẽ nhận định là cái dự án là công nghệ thiết bị y tế MLC này nó sẽ đi nhanh thôi. Cũng như năm hai cách đây khoảng 3 năm Tiến nhận định công ty DigiU ấy. Thực tế nó ra là từ trước đến nay thì các công ty công nghệ họ đi đúng hướng, và thường thì những công nghệ họ rất là nhanh, bởi vì chúng ta không phải trải qua cái quá trình mà về làm cái thao tác gọi là hay cụ thể hơn là gì? Cái việc xây dựng, họ chuẩn bị vật chất, vật liệu xây dựng và tất cả mọi thứ về kinh doanh, kinh đồ. Bởi vì công nghệ nó đã hỗ trợ cho những cái công ty truyền thống rồi, thì riêng họ phát triển về cái mặt công nghệ thì đương nhiên họ phải nhanh. Công nghệ mà không nhanh thì chúng ta sẽ không bao giờ kịp được với cái thời đại, cũng như không thể kịp được với cái sự tốc độ, cái xu thế phát triển của nó được. Thì MLC nó là một công ty công nghệ. Nhiều anh chị em có thể chưa hiểu kỹ về cái MLC này, nhưng để tôi nói rõ cho anh chị em là gì, MLC nó là một công ty công nghệ nhé, là công nghệ sản xuất thiết bị y tế. Thì cái thiết bị ở đây nó có thể là thiết bị mà chúng ta nhìn sờ nắm giữ được nó, và có thể là cái thiết bị không nhìn thấy, không ạ? Nghe có vẻ là anh chị em hiểu không? Thiết bị không nhìn thấy, cứ tưởng tượng như là chúng ta, nó về cái mặt thiết bị y tế thì nó là những cái phụ trợ cho, ví dụ như cái app chẳng hạn. Ngày nay app, hoặc là thời gian tới họ có thể là gì, áp dụng cái gì, cái trí tuệ nhân tạo vào trong cái việc là chẩn đoán cũng như chữa trị, điều hướng xây dựng phác đồ điều trị cho cái thiết bị y tế, phác đồ cho cái y tế. Ví dụ như cái sản phẩm đầu tiên của cái công ty MLC này, đó là cái sản phẩm là CGM đấy, nó là cái Fli, gọi tắt là Fli. Nó là cái sản phẩm đầu tiên, là nó sản phẩm là cái gì ạ? Đo, gọi là máy đo đường huyết. Thì hiện nay về bằng sáng chế và tất cả mọi thứ đã ok rồi, không ạ? Đấy. Thì về mặt vật lý đã là sản xuất ra xong. Hiện nay trên thế giới thì xin thưa anh chị em là trên thế giới hiện nay chúng ta có hai công ty phát triển hai sản phẩm này thôi. Về riêng là về có cung cấp cái máy đo đường huyết này thì cơ bản bên châu Âu. Thì cái điều đó là sẽ công ty MLC sẽ tập trung vào châu Á và thị trường mục tiêu của MLC này thì nó là cái thị trường đầu tiên là Ấn Độ, hơn 1 tỷ dân. Đấy. Thì để cái máy đo đường huyết này thì công ty đã sản xuất là về cái mặt vật lý xong, ok mọi thứ rồi. Và công ty đang phát triển thêm nữa là đang hoàn thiện cái phần app, tức là phần tải, phần mềm cho nó.
app phần mềm cho nó để thì để cho tiện dụng hơn. Ví dụ như trước thì chúng có thể nó có một cái máy, máy thì chúng ta luôn luôn phải đeo cái máy CPU bên người họ mang theo, thì khi nó báo động thì chúng ta sẽ thấy được cái chế độ đường huyết của mình tăng hoặc giảm, thì có thể cần đưa khuyên các bệnh nhân còn đã điều trị cái vấn đề đó thì sẽ thay đổi chế độ đường huyết tăng hay giảm đi. Thì nó tải app ứng dụng này nó đi liền với cái thiết bị này, thì chúng ta đã hoàn thiện rồi và ok rồi ạ, thì chỉ cần chờ là chúng ta tung sản phẩm này ra và có ghi về lợi nhuận cho công ty thôi. Đấy. Đấy thì tại sao nó lại nhanh? Bởi vì Tiến sẽ nói lại một chút nữa về về lý do tại sao nó là Tiến nhận định nó ở công ty SMLC nó sẽ là nhanh và nó sẽ là kỳ lân cho anh chị em. Đó là riêng nói về mặt sản phẩm đầu tiên, sản phẩm đầu tiên của MLC. Thì trong cái kế hoạch của công ty thì trong thời gian tới năm 2024-2025 sẽ có cái 10 cái bằng sáng chế liên quan đến về 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 thiết bị y tế này. Thì anh chị em yên tâm một điều là chúng ta sẽ có những cái mà chúng ta sẽ nhìn nhận được cái tiềm năng, bởi vì khi chúng ta đầu tư mới thời điểm này, với giai đoạn này, chúng ta phải nhìn được cái giá trị, nhìn được tiềm năng của nó và nhìn được cái hướng đi của nó và cái cơ cơ chế nó như thế nào đó. Tức là cái hướng như vậy thì có ok không, thì bởi vì chúng ta đang đầu tư vòng hạt giống mà. Giai đoạn này mới là giai đoạn 6, thì còn có mấy hôm nữa là chuyển sang giai đoạn 7 thôi. Thì cái giai đoạn đầu nó chia làm 3 phần, vòng phần 1 từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 7 là giai đoạn vòng vòng hạt giống, và từ đoạn giai đoạn 8 đến giai đoạn 12 là giai đoạn công ty phát triển, tăng trưởng và có lợi nhuận. Giai đoạn 10 1 à, 13 đến 17 thời điểm đó thì ta không nhắc đến, bởi vì lúc thời điểm đó công ty quá vững rồi và có lợi nhuận, thì Tiến nghĩ là sẽ tính bằng triệu đô, triệu đô trở lên là nhiều triệu đô đấy. Thì quay lại cái vấn đề tại sao Tiến nói là nó là sẽ là sớm đấy. Thì dựa trên cái nhận định của Tiến về công nghệ, sự tốc độ phát triển của công ty công nghệ thì luôn luôn nhanh, đúng không? Luôn luôn nhanh và nó luôn phát triển, nó thay đổi từng ngày, từng phút, từng giây một, và chúng ta sẽ bất ngờ. Đấy. Cái tiêu chí thứ hai nó gì ạ? Khi mà công ty ra cái sản phẩm xong và có lợi nhuận rồi thì nó sẽ tạo ra được hỗ trợ một lực tài chính khá là lớn. Thì MLC nó cũng đã đạt cái ngưỡng rồi. Đạt cái ngưỡng là tung sản phẩm rồi, mà riêng cái công ty MLC nó tung sản phẩm ra thì nó sẽ có nhu cầu rất là lớn anh em. Nó nhu cầu rất lớn. Thứ nhất là cái ưu điểm của sản phẩm Tiến thì chắc chắn là cái sản phẩm sau này ra so với hai công ty kia thì nó sẽ phải là hơn họ. Nó sẽ cải tiến, nó dựa trên cái riêng y tế thì nó sẽ dựa trên cái kết quả của những cái sản phẩm của những công ty trước. Họ từ đó họ đi hướng nghiên cứu theo, họ cải tiến thêm. Thì tức là cái về cái tốc độ cũng như cái độ chuẩn xác, độ tiện lợi và nó phù hợp với thời đại. Nó phù hợp với cái điện thoại, ngày xưa chưa có điện thoại cảm ứng, bây giờ nó có rồi, thì là thay vì cái việc cầm theo máy đi theo dắt bên người thì chúng ta cầm cái điện thoại là xong rồi, và lắp vào trên cái tay, cánh tay này ấn vào, thì tương lai thì có chuyện lắp chip vào bộ phận nào vĩnh viễn, thì nó như một con máy điện tử. Thì Tiến nghĩ trong khoảng độ 5 đến 10 năm tới thì nó sẽ nghiên cứu theo hướng đấy. Đấy. Hoặc là có thể thậm chí nó nghiên cứu hướng gọi là công nghệ gen, thì thời điểm đó ta tính sau, nhưng cái điều đó nó chưa có không đấy. Thì khi mà công ty nó phát triển đến cái ngưỡng đó thì đang nói gì đó cũng không? Đấy. Tiến quay lại cái vấn đề nó là cái xu hướng công nghệ nó rất là nhanh như vậy đó. Thì dựa trên cái thực tiễn nữa, từ khi mà cái việc mà gọi vốn cộng đồng crowdfunding nó chạy ra thì ta cứ lấy mốc, bởi vì là nhà đầu tư Chú cơ có anh gửi cái mẫu tổng hợp với kết quả này thì được đấy chú. Tiến vừa có một cái chút công việc nó đang ngắt một cái mạch. Thì dựa vào cái lịch sử về cái sau khi cái cuộc cái công việc mà gọi vốn hay là cái một cái hình thức đầu tư mới crowdfunding, nó thực ra nó rất lâu rồi, nó có khoảng trăm năm nay rồi, nhưng mà khi mở ra Obama ông mở ra thì ta cứ lấy mốc là từ cái dự án về Skyway hay dự án UST đi. Thì nó thực ra mà anh chị em là từ năm 2014 đến giờ đến 2017, 2018 nó rộ lên về các dự án gọi vốn cộng đồng đối với dự án của Nga, phải không? Và cả Việt Nam nó thì các cái dự án của Việt Nam thì hiện nay thì còn ông Mai Nen thì đang
Tiến cũng chưa nắm được nhiều thông tin lắm, nhưng có vẻ là cũng đang im ắng, phát triển cũng chưa hiệu quả lắm, thực sự nó chưa hiệu quả lắm. Và các dự án của Nga hiện nay thì hiện nay đang đứng đầu đấy. Tiến có cái nhiều cái yếu tố mà cái chi tiết để mà Tiến lựa chọn dự án của Nga lắm đấy. Thứ nhất là người Nga họ trên trường quốc tế, đặc biệt đối với người Việt Nam và những cái vương nước về châu Á và châu Phi thì họ có uy tín hơn. Và thực tế thì chính phủ Nga họ cũng rất hỗ trợ các cái doanh nghiệp phát triển và đưa ra cộng đồng, họ hỗ trợ cực kỳ đơn cử như Solar Group và Digil, họ cũng hỗ trợ rất nhiều pháp lý và thậm chí cấp đất cho làm. Thì ta cứ lấy mốc là để tại sao Tiến giải quyết cái vấn đề, cái câu hỏi, cái chủ đề mà Tiến đưa ra là cái công ty MLC nó sẽ phát triển nhanh, nó là công ty công nghệ và nó sẽ sớm so với các công ty khác. Thì từ UST từ cái thứ 2014, sau đó là 14 và hiện nay UST họ vẫn đang gọi vốn đó. Và xong đến dự án Solar Group thì nó sẽ lại rút ngắn đi so với dự án UST. Ví dụ đến đỉnh mốc là UST đang 15, Solar Group là 75 đó không ạ, 19, 24, 65 rồi đúng không, 17 2 cũng 65 rồi, 75 rồi, đúng 17, bắt đầu cuối 2017 thì gọi vốn. Thì hiện nay là 24 rồi, thì trong năm nay tháng 7 là cũng họ cũng xong rồi, cơ bản thời điểm này là cũng là hoàn thành rồi, thì cái mốc là cái chớm rồi. Và tiếp theo là dự án Digil thì cũng từ 2019, thì thời điểm này thì cuối năm nay là cũng là tròn 5 năm đúng không ạ, còn 5 năm. Phần MLC thì năm ngoái bắt đầu gọi, thì vào tháng 5 thì Tiến chia sẻ anh chị em vào tháng 5, hình như là tháng 5 năm ngoái chia sẻ vào tháng 5 giai đoạn 2 không ạ. Đấy, thì tới thời điểm này tháng 5 thì cũng bắt đầu gọi vốn, nó cộng đồng rộ lên, thì tính từ cái mốc người ta về Việt Nam mà khi họ bắt đầu gọi vốn thì nó thực ra chỉ được khoảng độ hơn năm thôi, năm hơn năm tí thôi đấy. Nhưng nó đã có những cái sản phẩm đầu tay của mình hiện nay đã hoàn thiện rồi. Với thằng MLC thì mới một công ty công nghệ như kẻ Digil thôi, nó một sản phẩm nó kiếm được tiền thì đó là sự thành công rất là lớn rồi anh em ạ. Do vậy những cái giai đoạn đầu tư vào hạt giống này rất là quan trọng và là cơ hội rất lớn với mọi người khi có một vốn nhỏ, 50 đô, 100 đô, 1.000 đô, 2.000 đô, 5.000 đô, nó là cơ hội rất lớn cho mọi người. Và Tiến thấy là mọi người thực ra cũng không phải chê bai những cái sản là công ty này công ty kia, nhưng mình Tiến đang nói về góc độ đầu tư của mình làm sao cho phù hợp với túi tiền mình thôi. Đấy, còn những anh chị em nào mà muốn xây dựng hệ thống, muốn chia sẻ cộng đồng như Tiến thì anh chị em có thể là họ làm hoặc mình làm thêm. Hoặc anh chị em nào chưa có cái đường link của cái MLC này thì Tiến luôn để dưới video cho anh em đăng ký, hoặc thậm chí là số điện thoại Zalo anh chị em biết rồi. Và anh chị em nhắn tin thì Tiến hỗ trợ anh chị em, đưa anh em vào các cái buổi Zoom để học tập thêm và chia sẻ cho bạn bè trên Facebook, trên Zalo thôi, cũng không có gì là lớn cả. Đấy. Thì Tiến đang nói quay lại với góc độ về dự án của Nga và thời gian về công nghệ. Một cái điểm ưu điểm nữa của thằng MLC mà nó thời điểm này đó gì ạ? Để mà nó đi nhanh được là gì ạ? Là nó đi sau, và nó cái anh Ivan này về lãnh đạo, cái anh Ivan này anh cũng đã là người mà rất là có kinh nghiệm trong cái phát triển cộng đồng. Đấy, anh chị em cứ nhìn cái app của thằng MLC thì biết nó có như app của Solar Group vậy. Anh này anh viết cái app này và anh lấy cái nguyên bản ấy sang cải tiến thêm, bởi chính là anh làm IT của cái Solar Group ngày xưa anh làm, hình như là tiếng nhớ không nhầm, nghe không nhầm thì là như vậy. Thế không đột nhiên mà người ta mang cái website của MLC sang họ làm này đâu. Và họ cũng có từng có thời điểm làm bên UST phát triển cộng đồng, và chính anh Seo Ivan thì anh cũng bị tiểu đường và anh đang đeo cái máy này dùng của nước ngoài, và anh muốn xây dựng một công ty riêng của mình tập trung cái bệnh ở đấy. Thế cũng là cái hiểu, thấu hiểu được về sản phẩm, thấu hiểu được về cái xu hướng. Thực sự nó điểm này khá là ok đối với dự án MLC các anh em, là với những anh chị em nào đầu tư là với vốn nhỏ, nhiều anh chị em cứ lao vào những cái dự án mà họ đang đang gọi là thực ra là với mỗi dự án cái chi tiêu chí mà để mà tiêu chí từ trước đến nay thì cái tiêu chí để mà mua gọi vốn cộng đồng ấy, thì anh chị em nào mua được càng nhiều càng tốt phải không ạ, theo khả năng của mình. Nhưng mà cái tiêu chí để cho dành cho anh em mình, những người không có tiền mà đang nghèo mà có một cơ hội, thì gì, cái mục tiêu của Tiến ngày xưa nó chỉ là 100.000 cổ phần của một cái công ty gọi là gọi vốn trước IPO, bán sớm đấy, mà cái giá trị và tiềm năng, giá trị tiềm năng. Thì từ cái cơ sở đó thì mới chia sẻ cho anh chị em như vậy là gì, tắt được cái ưu điểm là gì, nó về từ MLC, và nó được cái ưu điểm là được kế thừa, được
kể bạn về công nghệ này, về cái lịch sử, về gọi vốn gần đây thôi, chứ không nói về lâu năm, hoặc gần đây tự giữa dự án của Nga. Thì đối với dự án của người Nga ấy, thì tại sao tôi muốn luôn theo nó? Bởi vì là gì? Họ là những người có uy tín mà, những gọi là uy tín, thì dự án của Nga thì thường vẫn ok hơn, khẳng định với anh chị em đấy. Bởi vì là đối với các nước tư bản, về sâu sắc và tư bản thì Nga nó bản chất thì bây giờ đi theo tư bản, nhưng cái bản chất của nó vẫn là xã hội chủ nghĩa thôi, không chạy đâu được. Nó chỉ là nước sơn nó khác thôi, cái gỗ nó vẫn là gỗ đó thôi. Đấy thì họ làm với tinh thần, rất là phải cái tâm, phải cái tâm của họ, phải không ạ? Đấy thì họ được thừa hưởng về cái kết quả thành tựu, nó thành cái thành tựu, cái kết quả của những cái dự án đi trước. Ví dụ như tiến trình ngoại cần UST chỉ có Nga, còn những dự án khác cũng chưa cần nói đến UST và Solar Group và DGU họ. Đấy. Còn cơ hội đối với DGU và Solar Group thì nó có cần cạn rồi. Thế tại sao tôi muốn chia sẻ cho em từ tháng 5 năm ngoái khi giai đoạn 2 kia. Đấy, để anh chị em là nó có một cái phân bổ. Thế tại sao tôi nói về cái quy định và cái tiêu chuẩn trong gần 100.000 cổ phần của một dự án giá trị và tiềm năng thôi. Bởi khi 100.000 cổ phần thì nó chỉ nên 1 đô là 100.000 đô, có 1 tỷ chúng ta đã có thay đổi cuộc sống rồi. Trong vòng 3 năm 5 năm ai kiếm được 1 tỷ 2 tỷ đâu, khó lắm. Đấy. Thì cái tiêu chí là chúng ta đối với cái đối tượng nhỏ, còn những người ta giàu rồi thì người ta mình mà chia sẻ cơ hội cho người ta giàu thêm thì chả tác dụng gì, nhưng mà chia sẻ cho một người nghèo mà thay đổi cuộc sống, điều đó mới là điều quan trọng, đúng không ạ? Đầu tư 50 đô 100 đô một tháng người ta giàu được thì mới là hay, mục tiêu là như thế, nhiều người hơn đó. Đấy à, thì được kế thừa được cái kết quả của các công ty kia, đúng không ạ? Thì anh chị em thấy là UST đào tạo hệ thống này, Solar Group đào tạo hệ thống này, DGU đào tạo hệ thống này. Và khi chuyển sang MLC, tại sao là một số anh chị em đang chuyển sang MLC tiến nhìn đến cơ hội đó rất là lớn, chia sẻ cho em rất sớm. MLC có rất nhiều anh chị em phát triển rất là mạnh. Đây là cái việc nếu đầu tư ở Việt Nam thì cái hệ thống này, hệ thống kia nói anh làm cái này tốt, cái này kia tốt, nhưng mà Tiến không muốn nói được cái này cái kia tốt hơn, làm cái gì mà Tiến đang nói phát động góc độ mặt đầu chung, mặt bằng chung để mà thì mình đầu tư và mình phân bổ vốn làm sao để cho nó đạt được cái mục tiêu. Ví dụ như là mình cứ cho là mình 100 triệu đi chẳng, mình chỉ mua 4 dự án giá trị tiềm năng thôi, chứ mình không lên đầu tư. Đấy, bởi đó nguyên tắc không nên đầu tư 100 triệu vào một dự án nào đó. Đấy, thì để anh chị em thấy được rằng là cái phân bổ của cái việc Tiến nói để cho nó phù hợp hay không thì anh chị em theo, anh chị em ok thì anh chị em thấy đó là một cái giải pháp anh chị em có thể tìm hướng theo được. Vì mình UST mình có 1 triệu rồi, Solar có 1 triệu rồi, DGU có 1 triệu rồi, MLC không có xu nào, thì mình có thể là bóc tách ra 200 của MLC, 200 của DGU, 200 của UST, 200 Solar Group thì đưa sang thì 600.000 của thằng bên MLC thêm một cơ hội nữa, phải không, đúng không? Thì không ai có thể nói là một dự án nào đó là 100%. Thế mình khi mình đầu tư vào một cái nó cùng là giá trị, nói thẳng với anh chị em là UST, Solar Group hay DGU thì nó cũng như nhau cả thôi, MLC như nhau thôi, bởi vì nó đều là mua cổ phần trước IPO cả. Tính nói mới thẳng mới dám khẳng định với anh như vậy, bởi vì nó đều là chưa hoàn thiện cả, nó chưa khẳng định mình là cái nào xong trước, cái nào xong sau, và cái nào IPO trước hẳn mới sau, cái nào có tiền trước có tiền sau. Mà mình đã nói góc độ là phù hợp về đầu tư, anh có thể rất tốt, anh có thể đến lên sàn IPO rồi nhưng anh lên IPO phát anh sập, nó chuyện bình thường anh ạ. Đấy, bởi vì ta không biết được nó là cái điều gì xảy ra. Như vậy Tiến muốn đưa anh em đến một cái làm sao đảm bảo chắc chắn cho mình đến con đường mình tự do tài chính. Đấy, còn làm rất nhiều dự án rồi, mất tiền lên mất tiền xuống, không phải chia sẻ cho em đơn giản như em phải đắn đo tính toán, thậm chí đã có những dự án đang làm còn bỏ giữa chừng, không thể làm là chúng ta cứ đâm lao theo lao được, không thể câu chuyện ấy được. Bởi vì là mình có thể mất tiền nhưng anh em sau mình đã lỡ rồi, mà mình anh em trước đã lỡ rồi thì những anh em sau chúng ta phải có từ đó cân đối ra để dừng lại, đó nó cái điều chắc chắn là Tiến chia sẻ cho anh em là như vậy. Ở cái câu về cái Tiến đang nói câu chuyện là rông dài quá, về cái kế thừa được cái việc là xây dựng hệ thống quá rất quan trọng anh em ạ. Nó xây dựng hệ thống thì những anh em cộng đồng nhà đầu tư đã thích cổ phần rồi thì chỉ thích cổ phần thôi, không thích cổ phần lắm. Bản thân Tiến biết mà anh chị em biết tham gia trước biết đấy, thì là được hiểu về cái hình thức crowdfunding, hiểu được cái giá trị của mua cổ phần trước IPO rồi, từ kế thừa từ UST, từ DGU, từ Solar Group sang, thì anh chị em chỉ cần nhìn dự án, anh chị em nghe thấy anh chị em nào chia sẻ hợp lý thì anh chị em đã đầu tư rồi.
Đấy, và cái việc phân bổ của anh chị em nữa. Có nhiều anh chị em gặp Tiến là đầu tư hết vào một dự án rồi, sau sang dự án thứ hai ngon quá, ok quá, cơ hội tốt quá, phải không ạ? Số tiền bỏ ra ít hơn, số cổ phần nhiều hơn, giá trị hơn, phải không ạ? Nhìn giá trị của kinh tế hơn. Đấy, nhưng mà chúng ta đã phân bổ nó sai rồi. Đó là cái điều hết sức là lưu tiếc cho anh chị em. Khi mà anh chị em phân bổ, ví dụ như là có 100 triệu anh chị phân bổ gần như là hết toàn bộ vào một dự án, còn những dự án sau này anh chị em bỏ qua. Đấy, thì đang nói về cái mốc là đối với dự án của so bằng chung của các dự án gọi vốn về của Nga nha anh chị em, của Nga. Đấy. À, tiếp nữa thằng MLC nó sẽ là một công ty nhanh hơn nữa về cái tốc độ phát triển mà Tiến đang định ban đầu, đúng không ạ? Cái này hơi tâm linh một chút. Thì trong các dự án của Nga, tại sao Tiến chọn dự án Nga, anh chị em có thể lục lại các cái video tìm về cái lời tiên tri của bà Vanga. Thì bà Vanga nói là về năm 2023-24 trở nên sẽ có một dòng tiền chạy từ phía Đông sang, chạy từ Nga sang, trong đó có Việt Nam. Cái đường băng của cái dòng tiền kinh tế này có Việt Nam. Đấy, như vậy thì nói trước những năm thời điểm đó Tiến đã có cái video và Tiến cũng nhìn thấy cái cơ hội đó. Và tại sao Tiến mò đến các dự án của Nga thì có nhiều cái tiêu chí, bởi vì Tiến đã tham gia nhiều cái dự án rồi, nó cũng mất tiền nhiều lắm mà. Thì mình đặt ra các cái tiêu chí là ví dụ như ông của Đài Loan hay Hồng Kông hay là gọi là của Mỹ, của Mẹo, thì tốt nhất là mình phải có cái đặt số chấm hỏi. Đó. Hoặc cả một số dự án của Singapore hay là của cái gì đấy, nói chung là liên quan đến mấy cái dự án mà nó không ok lắm về tên tuổi. Của bởi có cái làn sóng ICO đầu tư coin thì năm 2015-2017 nên là thì nhiều dự án. Đấy, thì anh chị em mới biết được tại sao là có những cái dự án mà mang tên quốc ta này thì mình tất nhiên là mình thôi không tham gia nữa. Đấy thì Tiến muốn chia sẻ cho anh chị em là những cái nội dung, những cái lý do để cho anh chị em tham gia vào những cái dự án của Nga nói chung và dự án của MLC nói riêng. Đấy. Thì tiêu chung lại là gì ạ? Tại sao cái dự án của MLC nó sẽ phát tốc phát triển nhanh nữa? Một cái yếu tố tiếp theo nữa gì ạ? Là dự án UST này, Solar Group này, Digil, nó là những dự án đang đi những giai đoạn cuối, đang đi giai đoạn cuối cùng của gọi vốn. MLC thì ra sau, nó sẽ thừa hưởng của các cái yếu tố về phát triển cộng đồng cũng như là về của xây dựng hệ thống này. Tốc độ là yếu tố quyết định gọi vốn, không phải bằng công nghệ của anh chị ạ, mà nó sự gọi là quảng bá marketing của cộng đồng biết đến nó, phải không ạ? Biết đến nó và tốc độ gọi vốn của nó quyết định đến cái sự thành công của dự án, tốc độ nhanh và thành công của dự án như thế nào. Là một trong yếu tố đó thì MLC nó chiếm trọn cả. Đấy. Khi mà anh chị em thấy rằng là gì ạ, các dự án kia mà anh chị em ngay cái bản thân Tiến đang chia sẻ cho mọi người là Tiến đã hoàn thiện cho bên UST rồi, thì bên hoàn thiện bên Digil rồi, hoàn thiện bên Solar Group rồi. Và Tiến muốn chia sẻ cho mọi người rằng gì? Có sự phân bổ hợp lý, phải không ạ? Có những dự án Tiến đã dừng đầu tư bởi vì là đang trả góp, Tiến cũng phải dừng lại để chuyển, để phân bổ vốn lại. Bởi vì thực tế ra là vì anh chị em sở hữu được 1 triệu hay 5 triệu hay 10 triệu thì cũng chỉ để là cái dẫn mục tiêu của anh chị em là tự do tài chính thôi. Và tự do tài chính của mình chỉ cần khoảng độ 5 tỷ, 10 tỷ, 20 tỷ là anh chị em đã ok rồi, đúng không? Đấy, thì anh chị em đã tự do tài chính rồi. Thì không có tội gì mà mình lại cứ phải làm một cái dự án nào đó hàng trăm tỷ, hàng nghìn tỷ vào một dự án nào đó, đúng không? Thì mình phân bổ nó ra để mình lấy cái mốc tự do tài chính để anh chị em mình vào đó. Thì mình phân bổ vào đó. Mỗi dự án 1 triệu cổ phiếu, 2 triệu cổ phiếu nó quá ok rồi. Thế một chỗ mà Tiến đã phân bổ hồi xưa Tiến phổ là gì? Là chỉ cần 100.000 cổ phần thôi, nhưng bây giờ có dự án có hàng triệu cổ phần này, nó quá hạnh phúc rồi. Chưa biết nó thành công hay không thành công, nhưng cái mục tiêu mình đề ra mình thấy đạt được rồi. Mà em Tiến đang chia sẻ lại cái điều đó với mọi người để mọi người thấy được rằng là mình có cái niềm tin để mình đầu tư, có niềm tin để mình theo cái con đường này. Và cái con đường của cái mua cổ phần trước IPO, cái con đường crowdfunding của mình đi theo đó. Đấy. Và tại sao mà hiện nay có rất nhiều dự án gọi vốn? Bởi vì chính
nó là cái xu hướng, nó thời thế như vậy. Nó không còn là một người quyết định tất cả, mà nó là gì? Tất cả quyết định một người, là quyết định chắc chắn một điều như vậy. Phải không ạ? Thời đại này là thời đại về của thời đại của data, của cộng đồng, phải không ạ? Anh chị em thấy bên thị trường coin crypto ấy, một cái đồng meme coin, một cái đồng là cái đồng coin rác thôi, nhưng mà nó có sự FOMO, nó còn lớn hơn cả vốn hóa, nó còn lớn hơn cả những đồng coin tốt. Đấy nhỉ? Nó lớn hơn cả đồng đồng coin tốt. Cái điều đó nó nói đến điều gì? Nó nói cho chúng ta biết rằng là cái thế giới chúng ta đang thay đổi, phải không ạ? Một người không thể làm nên tất cả nữa, một cái nhánh không thể làm nên mùa xuân nữa. Thời anh hùng cách mạng thì một cái nhánh có thể làm nên mùa xuân, nhưng bởi vì họ biết tạo ra thời thế, đúng không ạ? Họ tạo được, họ xây dựng, họ từ từ dựa vào thời thế, họ mượn về sức của thời thế. Và thời điểm này cũng như vậy, thì anh em thấy nhìn nhận cái điều đó, anh em thấy rằng thì ngay trong cái góc độ làm ăn về kinh tế thôi, chúng ta hãy phân bổ làm sao cho hợp lý, bởi vì là có rất nhiều cái sự phân bổ lệch lạc, nó sẽ tạo ra những cái kết quả nó sai lầm, đúng không ạ? Có những dự án cực kỳ tốt nhưng mà lại có người mất tiền, nhưng có những dự án cực kỳ xấu nhưng mà có những người được tiền. Ở đó là cái những cái mà chúng ta đang bàn luận và tính toán đến. Thế thì góp chung lại, tổng kết lại thì tại sao tôi muốn nói rằng dự án MLC đang chia sẻ cho mọi người, nó là một con kỳ lân và nó sẽ có cái tốc độ phát triển nhanh. Đấy, nó không dông dài 5, 10 năm như những cái dự án trước, bởi vì nó kế thừa được nhiều cái yếu tố, đúng không ạ? Có thể anh chị em đầu tư như đơn cử như dự án UST tiến đầu tư từ 2018, thằng DGU 2020 thì bắt đầu đầu tư, thằng Solar Group cũng đến 2018 thì đầu tư, 19 thì mà đầu tư. Nhưng thực tế hiện nay diễn ra nó nói ra một điều rằng gì ạ? Không phải anh đi trước mà anh nhanh đâu, đúng không ạ? Không phải anh đi trước mà nhanh, mà cái quan trọng yếu tố là để đạt lên tốc độ, để tốc độ của con thuyền nó chạy lên. Thứ nhất là con thuyền nó nhỏ thôi, thứ hai là nó có nhiều người đẩy. Con thuyền của UST thì nó đi trước, nó cần một cái gia tốc rất là lớn anh em ạ. Mình nói thẳng về vật lý như vậy, nó là một con thuyền rất là lớn anh em, nó có hàng nghìn tấn, nhưng mà những con thuyền sau này nó chỉ có chục tấn hoặc là trăm tấn thôi. Nhưng mà chục tấn, trăm tấn nó được nhiều người đẩy hơn, phải không ạ? Nhưng mà nghìn tấn thì nó phải tạo ra rất nhiều người đẩy, nhưng nó phải tạo ra một gia tốc rất là lớn, nó phải thời gian mà. Đó là cái quy luật không có sai được. Phải nhiều người đẩy và đẩy một thời gian dài thì nó mới tạo ra tốc. Mà khi mà con tàu lớn nó đã tạo ra tốc, đủ ra tốc rồi, nó bay cực kỳ lớn. Nó khẳng định như vậy. Nó phải là con thuyền tốt đã, đúng không? Tiêu chí nó phải là con thuyền tốt. Và những dự án chúng ta đang làm với dự án Nga là những dự án tốt. Tiến nói khẳng định với anh em dự án tốt. Còn về góc độ Tiến chia sẻ đây chỉ là cái cơ hội để cho mọi người tham khảo thêm góc nhìn riêng của một cá nhân thôi. Còn anh chị em nào theo đầu tư thì đầu tư không có bởi vì tại đấy, tin tưởng thì đầu tư, đã dùng thì là tin mà không dùng là không tin. Đấy, còn ngoài kia anh chị em nào mà thấy hợp lý thì theo, không thấy hợp lý thôi. Đấy, chứ còn đừng trao cho nhau những lời đau thương làm gì cho nó mệt người, đúng không ạ? Lộc của ai, phúc của ai thì người tự nhận thôi. Ở đây Tiến có mà mang sổ đỏ ra để gọi là cam kết với anh chị em, nhiều anh chị em cũng không dám đầu tư, phải không ạ? Thế nói thẳng thế. Còn ở đây cái góc độ là góc nhìn riêng đấy, góc nhìn riêng cũng không phải là kêu gọi là lừa đảo FOMO gì. Đây là góc nhìn riêng chia sẻ cho mọi cái cơ hội. Anh em cũng kiểu dạng như là có một cái nhà hàng quán ăn tốt, quán ăn ngon đấy, nói ở chỗ này đang là quán ăn ngon, cái quán này hải sản ngon lắm, rẻ lắm, và vào Tiến chia sẻ cho mọi người. Thế mọi người đến, mọi người ăn thì mọi người tự cảm nhận, mọi người tự quyết định của túi tiền của mình bỏ ra ăn hay không ăn, đúng không? Chứ là tại đừng nói tại vì, phải không? Bởi vì là mình có đủ thời gian, đủ nhận thức và đủ cái năng lực pháp lý của mình để mình nhận nhận định nó là ngon hay là tốt hay là rẻ, đúng không? Chứ không ai gọi là tại vì bởi cả. Hay thực tế rằng cái phúc hay lộc của ai đến cái thời điểm anh chị em được thì anh chị em vẫn được thôi, nó cứ để tự nhiên thôi. Đấy. Khi mà cái lộc có đến thì anh chị em nó sẽ có cho anh chị em cứ làm bình thường theo tự nhiên. Còn nếu mà nó đã cái thời điểm anh chị em mất tiền ấy, thì chính vì cái thời điểm mất tiền anh chị em gặp người nào đó có tốt đến mấy chăng nữa thì anh chị em vẫn mất. Họ vẫn mất, bởi vì là cái việc mất của anh chị em nó phải mất, đúng không? Không thể nào mà sai được. Đấy. Thì tôi muốn chia sẻ góc nhìn của anh chị em dự án MLC. Đấy. Dự án MLC là một dự án Tiến không tập trung nhiều lắm đâu, không tập trung nhiều lắm, và cũng thường là cũng ít ít xem thông tin. Anh chị em zoom khá là nhiều,
nhưng mà Tiến cũng không vào Zoom, bởi vì thực tế là chỉ cần Tiến anh xem Zoom xong video trong nhóm tài liệu Quang đưa lên hay là chị Lý đưa lên là Tiến cũng vào tham khảo xem rồi. Và trong cái tài khoản thì thỉnh thoảng vào xem vài thông tin, bởi vì mình nắm cái gốc rồi anh chị ạ. Mình nắm cái gốc của ban đầu, mình chỉ cần vào xem một lần Zoom thôi, mình nắm được cái gốc của cái dự án, cái hướng phát triển. Mình chỉ cần bám theo nó và chỉ cần nhìn vào cái trang tin tức, cái tốc độ của nó, cái sự kiện của nó để xem nó có tốt hay không so với thời gian trước nó như thế nào, là Tiến đã thấy được là mình đã nắm được thông tin rồi. Đó. Còn về cái vấn đề đầu tư vòng si này, vòng họt vốn giống này thì là phải có cái sự gọi là đánh đổi. Đấy, đánh đổi sự rủi ro. Mình đầu tư sớm, số tiền ít thì mình sẽ được nhiều cổ phần hơn, nhưng mà mình lợi rủi ro cao thì nó đi dẫn đến cái lợi nhuận cao hơn. Và còn sẽ để mà sau này lỡ thì anh chị em đầu tư thì cũng được thôi. Thì thời điểm này thì anh chị em lên đăng ký một cái tài khoản nhận 200 cổ phần. Anh chị em đăng ký xong là KYC lại, cái đường link thì Tiến để dưới video này. Anh chị em có thể lấy đường link, anh chị em đăng ký. Số điện thoại Zalo thì cũng để cho anh chị em, không biết cách lấy đăng ký hay không, thì sẽ hướng dẫn anh chị em cách lấy đường link hay đăng ký như thế nào. Và có một cái nữa của MLC là khi mà anh chị em chia sẻ cho mọi người, cho các cái người khác thì họ cũng được 200 cổ phần. Ở khi xưa Tiến làm cái video thì khoảng độ hơn 300, 400, 500, 600 người đấy, 600 người vào F1 của dự án DZU mà anh chị em nhận được 1.000 cổ phần. Nhiều anh chị em tiếc thay cho anh chị em là anh chị em đăng ký rồi nhưng mà bỏ ngỏ đó, không KYC, cũng chẳng quan tâm gì đi deal nữa. Một sáng, một thời gian sau, lo x một phát 11 lên là anh chị em có nhiều anh chị em được cả chục nghìn cổ phần. Chục nghìn cổ phần và anh chị em không KYC và công ty hủy bỏ cái tài khoản nó đi. Rất là phí, và thời điểm này chục nghìn cổ phần anh chị em bỏ ra khá là nhiều tiền để mua được. Thì MLC nó có một cái chương trình mà cho anh chị em là chia sẻ thì anh em được cộng 200 cổ phần khi mà F1 của mình họ KYC. Và thời điểm này nó có một chương trình khuyến mại nữa là khi anh em đầu tư thì anh em được giảm 15% số tiền mình đầu tư. Ví dụ như đầu tư 100 đô thì anh em chỉ cần bỏ ra gọi là 85 đô thôi. Đấy, cũng như thằng Sola nó cho anh em 25 đô thôi, là cái chương trình marketing của nó, không ạ? Chứ không phải là cái chương trình tôi bỏ ra thả con sắt bắn cá rô đâu anh em ạ. Nhiều anh em nhìn góc nhìn, quan điểm góc nhìn đấy là sai lầm. Đấy, thì tiểu chung lại thì muốn chia sẻ tại sao một con MLC nó sẽ một con kỳ lân và nó sẽ có tốc độ phát triển nhanh hơn các cái dự án mà bình thường. Bình thường anh chị em là gọi vốn là đến gọi là chục năm, khoảng 7 năm, 8 năm, đúng không? 4, 5 năm chẳng hạn. Thì MLC nó tốc độ phát triển hơn thì nó có mấy yếu tố đến tiểu chung lại này. Thứ nhất, nó là một công ty công nghệ, nó có thể tạo ra ngay sản phẩm, sớm sản phẩm để có kinh tế, có tiền. Có tiền nó sẽ dùng tiền đó để tạo ra một niềm tin cho nhà đầu tư, cũng như là nó sẽ dùng số tiền lợi nhuận đó họ tập trung vào đầu tư vào công nghệ và phát triển về mạng, mở rộng sản phẩm cũng như là mở rộng về quy mô, về marketing, giới thiệu và quảng bá về công ty. Thứ hai, nó được kế thừa cái kết quả của những cái hành động gọi là marketing của nhiều dự án khác nhau, đơn cử UST, Solar Group và DZU. Nó cái cộng đồng của nhà đầu tư cổ phần doanh nghiệp này thường thường là sẽ đầu tư chung của các dự án đó, và những người yêu nước Nga họ cũng sẽ tham gia vào cái tên của người Nga đó. Họ sẽ được kế thừa cái sự, ví dụ như kế thừa được cái sự đào tạo hệ thống chuyên sâu của cái nhiều anh chị em vào đấy. Còn nhiều anh chị em, nhiều dự án các anh chị em đầu tư còn đào tạo đến mức gọi là chuyển hóa thành thần, hoặc chuyển thần đấy, rất tuyệt vời đó. Đấy, nhiều dự án anh chị em xây dựng hệ thống mà có sự niềm tin gần như là tuyệt đối vào gọi là lãnh tụ, gọi là chuyển thành lãnh tụ luôn về dự án, về đầu tư. Đấy. Thứ hai là nó sẽ là MLC nó sẽ được thừa hưởng cái kết quả nữa, là chỉ khi mà anh chị em đã góp vốn xong của các dự án đi trước rồi mà anh chị em gặp dự án MLC, anh chị em sẽ tập trung vào cái số lượng người tập trung vào MLC, nó sẽ tốc độ sẽ phát triển nhanh như cấp số nhân. Để cho anh chị em, cái đơn cử là 2 đến tháng 5, 6 năm ngoái Tiến chia sẻ cho mọi người. Và cái tốc độ phát triển bình thường, các dự án khác nói là gì, một vài anh chị em chia sẻ MLC cũng nói về thế này thế kia rồi đẩy ra khỏi nhóm. Nhưng thực tế kết quả của những người đã chia sẻ MLC, họ có kết quả rất là lớn. Rất lớn anh chị em ạ, trong vòng chỉ có 1 tháng, 2 tháng thôi. Nhưng mà cái hoa hồng hệ thống của họ đã đạt đến vài chục nghìn đô trong doanh thu của
của trong cái nhóm. Đó là cái cơ hội, chúng ta có cơ hội làm đối tác của chúng ta làm việc. Và thời điểm này MLC nó cũng đang có chương trình đẩy nhanh chương trình đối tác lên để chúng ta tăng cấp bậc hoặc là tăng giảm số tiền về đầu tư đi. Đó là như vậy. Và MLC nó có một cái yếu tố là cái xu hướng đã tạo ra được cách đây khoảng hàng chục năm rồi, và mọi người đã quen dần với cái hình thức gọi vốn và cộng đồng crowdfunding rồi. Mặc dù chúng ta không được kế thừa và kết quả của cái cuộc IPO nào đó, nhưng chúng ta trong lịch sử chúng ta, bởi vì chúng ta không tham gia được, và với thời điểm này nó cái việc gọi vốn cộng đồng crowdfunding nó rất là sớm và rất là non trẻ thôi anh em, nó được có chục năm thôi mà, nhưng nó cơ hội cực kỳ là lớn, bởi vì nó lại đồng hành cùng song hành với cái cuộc cách mạng 4.0 này, nó mở rộng rất là lớn, cái quy mô rất là lớn, mà khi nó đạt được cái yếu tố về cộng đồng thì cái tốc độ phát triển của nó cực kỳ là ok. Cái yếu tố tiếp theo để tạo ra MLC có cái sức hút và tạo ra có một tốc độ phát triển hơn nữa là gì ạ? Nó là một cái công ty công nghệ, nhưng mà nó cái số lượng cổ phần nó bán rất là ít nhỉ? Tổng 20 tỷ nhưng nó bán có 10 tỷ thôi. 10 tỷ thì chắc chắn một điều là anh sẽ tốc độ anh sẽ nhanh hơn cái việc anh bán hàng trăm tỷ không? Tốc độ phát triển nhanh hàng trăm tỷ. Với MLC thì Tiến chia sẻ cho anh chị em không phải để IPO, mà về thực tế là mà nhìn cái kế hoạch thì biết là chưa cần IPO thì anh chị em đã nhận cổ tức và cái cổ phần, thậm chí là nó sẽ có những cái mà thay đổi sớm rồi. Anh chị em sở hữu nhiều cổ phần thì cái cổ tức của anh chị em sẽ nhiều hơn, bởi vì là tức mục tiêu 2025, kế hoạch 2025 thì sau khi ra sản phẩm thì công ty đã chịu cổ tức ít hay nhiều, nó phụ thuộc vào cái số lượng cổ phần của anh chị em. Đó là mấy cái yếu tố mà Tiến muốn chia sẻ cho anh chị em để anh chị em có một cái góc nhìn và có cái phân bổ đấy. Còn cái vấn đề về bà Vanga, bà ấy chia sẻ về có một cái dòng tiền từ Nga sang thì đó chỉ là một cái yếu tố, là cái cơ sở, một cái điều kiện đủ đi, chúng ta gọi điều kiện đủ để cho yếu tố đầu tư nó chúng ta được cái an tâm hơn, mà chúng ta nhặt được ra lại dự án về uy tín của Nga rồi, về công nghệ, về xu hướng rồi, cộng đồng rồi, phải không ạ? Về mọi thứ, về ban lãnh đạo, không ạ? Nó là được rồi thì nó có thêm một yếu tố tâm linh nữa về cái ngoại thành. Kiểu nhiều anh chị em đi làm đồ ăn kinh, làm kinh tế lớn ấy, người ta phải đi xem bói, có nhiều anh chị em đi xem bói ấy, xem cung, xem mệnh, xem này xem kia, xem ngày xem giờ, đặt móng ngày giờ mở. Có nhiều anh chị em là xem ngày xem tháng để mở gói đầu tư ra, nếu mà xem được ngày xem được tháng mở gói đầu tư ra thì Tiến không bao giờ mất tiền đó. Anh chị em giàu hết rồi, xem ngày xem tháng xem giờ mà chuẩn mà giàu được thì cũng không có người nào nghèo, đúng không ạ? Mà cũng chẳng có ai bỏ chồng bỏ vợ cả, bởi vì các cụ nhà ta từ ngày xưa là đi xem bói, hay ngày xưa xem bói chuẩn hơn bây giờ xem bói toàn lệch thôi. Cái tỷ lệ gọi là ly hôn bây giờ nó nhiều, rất nhiều, lớn hơn so với ngày xưa đến chắc phải đến lớn đến mấy trăm phần trăm so với các cụ, thời các cụ nhà mình đánh nhau sứt đầu mẹ gãy mẹ chán ra, nhưng mà bình thường chưa thấy cặp nào gọi là ly dị hay là bỏ nhau. Nhưng bây giờ có thể là chiều hôm nay đã kết hôn nhưng mà sáng ngày mai ly hôn ngay được cái đâu, đúng không? Cái tỷ lệ bây giờ có lẽ là cái tỷ lệ mà anh chị em mà xem cái ngày tháng chọn kết hôn ấy nó sai lệch so với ngày xưa các cụ xem chắc phải đến hàng nghìn phần trăm, bởi vì nếu mà so cách đây là cái thời bố mẹ nhà mình thì ví dụ như là có 100 cặp vợ chồng thì có lẽ là cái tỷ lệ ly hôn nó chỉ rơi vào khoảng 0.mấy% thôi. Nhưng ở thời điểm này mà nghi ngay cái thời điểm mà anh Tiến đang làm video này, 100 cặp vợ chồng cái tỷ lệ ly hôn nó tầm khoảng độ 40% thì nó phải đến 4.000 lần, gọi là gấp 4.000 vào 4.000 lần, không ngày xưa hơn 4.000 lần, đúng không? Thì đó là cái câu chuyện vui chia sẻ anh em rồi, nhưng không ai muốn được điều nó xảy ra cả. Thì luôn chúc anh chị em có cái nhìn góc độ đầu tư phân bổ vốn hợp lý, cũng như là chúng ta phải an lạc hạnh phúc trong cái cuộc sống của chúng ta, về đặc biệt là về gia đình có đầy đủ gọi là nếp có tẻ, mà có vợ có chồng có ông có bà có cháu có chắt, để cho chúng ta cuộc sống nó đỡ khổ hơn. Bây giờ cuộc sống đã khổ lắm rồi mà chúng ta lại
mất được vế này, nói thật với anh em là nhiều được vế này thì mất vế kia. Và thì cũng muốn nói anh em là anh em ở đầu tư mà giấu vợ giấu chồng thì hãy hết sức khéo léo đầu tư trong cái khoản quỹ đen của mình thôi, chứ đầu tư đừng phạm vào cái tiền gọi là quỹ chung của gia đình, thì chúng ta sẽ dẫn đến cái việc là khi mà chúng ta đạt được cái mục đích của mình, cá nhân của mình rồi, thì chúng ta bỏ qua cái mục đích chung của gia đình, nó là mục đích chung của tập thể. Gia đình nó tế bào của xã hội đúng không? Một tế bào xã hội nó hỏng ung thư thì cái xã hội nó sẽ ung thư nhiều thôi. Đấy. Thì muốn chia sẻ đầu tháng thì muốn chia sẻ cho anh chị em về cái video này. Thì anh chị em nào mà nghe được cái video đến ở đây, kết thúc ở đây thì cũng là anh chị em rất là quan tâm đến Tiến rồi. Và anh chị em nào muốn đầu tư MLC và muốn gọi là có những cái mà phân bổ vốn thêm nữa thì anh chị em hãy quan tâm đến MLC và MLC. Và muốn nhận được 200 cổ phần tặng thì anh chị em có thể lấy cái đường link video này. Và anh chị em nào mà chúng ta được nhận cái video này thì mà được nghe về dự án MLC thì hãy liên hệ với người chia sẻ video này cho anh chị em và nhờ họ đăng ký tài khoản để nhận 200 cổ phần, và họ sẽ hướng dẫn anh chị em về tài khoản MLC. Không ạ, như anh chị em nào mà chưa đăng ký kênh một tiếng thì anh chị em có thể là đăng ký kênh để cập nhật thêm một số các thông tin của các cái vấn đề đầu tư khác, dự án khác. Muốn nghe về các dự án khác thì anh chị em có thể đăng ký tài khoản. Và kết thúc cái video này thì chúc tất cả anh chị em cô chú chúng ta có một sức khỏe hạnh phúc, sức khỏe về gia đình, mọi thứ an khang. Xin tạm biệt tất cả mọi người, hẹn gặp lại các cái video lần sau.